Vâng, xin chào các anh chị các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đã quay lại với bài học tiếp theo trong chương trình Marketing về bán lẻ và bán lẻ thời trang. Tôi là Phan Anh, rất vui được tiếp tục chia sẻ kiến thức kinh nghiệm của tôi với các anh chị. Và bài học hôm nay, video này, tôi muốn nói về một cái chiến lược phát triển sản phẩm trong ngành thời trang. Bài học này thì hơi có xu hướng lý thuyết một chút nên các bạn cố gắng nghe và bắt được những ý quan trọng của bài học. Đây là một cái bài mà tôi dịch ở trong cái cuốn Fashion Marketing, nó gọi là Product Strategy Development, tức là cái chiến lược phát triển sản phẩm trong ngành thời trang, trong ngành dệt may. Thế thì đầu tiên, nó là cái bước là tạo các ý tưởng cho sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là sản phẩm về thời trang, đúng không? Thì cái này nó được xuất phát từ do những cái nhu cầu bức thiết của thị trường, bao gồm là nhận thức về nhu cầu của người tiêu dùng thay đổi, cái khoảng cách trên thị trường cũng đang có những cái khác xa so với ngày xưa. Thứ hai là nhu cầu của người tiêu dùng, của những cái fashionista, những người mà đam mê thời trang, đúng không, cũng có một cái sự thay đổi nhất định do xu hướng. Thứ ba đấy là do cải tiến về sản phẩm. Thứ tư đấy là do các cái sản phẩm mới được đưa vào thị trường do yếu tố cạnh tranh của các hãng. Thứ năm đấy là do xu hướng công nghệ. Thí dụ như là bây giờ thời trang nó không đơn thuần chỉ là các quần áo vải nữa, mà nó còn là thời trang công nghệ. Thí dụ như ở Nhật nó có những cái hãng mà được vải, nó không phải là vải cốt tông, mà vải nó được dệt ra từ những cái công nghệ hóa chất và nó tạo lên những cái sợi vải công nghiệp, ví dụ như là vải kháng khuẩn, vải dùng trong những cái lĩnh vực thời trang y tế. Thì tôi cũng có biết là một cái hãng thời trang của Nhật là họ chuyên những cái dòng vải mà rất là cơ bản thôi, như kiểu là đồ lót, rồi tất, quần, các thứ, áo giữ nhiệt, áo chống nóng, chống lạnh, thì nó có cái công nghệ kháng khuẩn và độ bền rất là cao, vải rất là mỏng, nhưng vải đó không phải là vải tự nhiên mà vải đó là vải tổng hợp hoàn toàn. Đấy. Ngoài ra thì do các cái yêu cầu về thay đổi về mùa vụ, thay đổi về hành vi, thay đổi về sự lên ngôi của các cái đối thủ mới, thì nó cũng tạo ra được những cái sự cạnh tranh nhất định và nó là những cái động lực thúc đẩy để cái quá trình chúng ta phải đổi mới sản phẩm. Ví dụ như là các cái hãng người ta có thể đưa ra những cái vải công nghệ như vậy, hay là vải dệt từ tre, hay là vải dệt từ bông thì nó đã từ ngày xưa rồi, đúng không? Hay là lụa, người ta tìm ra là cái phương pháp này, lụa rất là mềm nhưng mà lại thấm mồ hôi, vân vân. Thì cái quá trình như vậy nó sẽ thúc đẩy cái quá trình phát triển các sản phẩm mới trong ngành dệt may. Thì trong ngành dệt may thì điều quan trọng nhất đấy là phải phát triển được các cái bộ sưu tập, phát triển được về mặt công nghệ, phát triển về mặt mẫu mã đối với các sản phẩm mới đó. Thứ hai đó là cái quá trình mà chúng ta phát triển các ý tưởng và sàng lọc các ý tưởng. Thí dụ như thế này, là chúng ta nhận biết ra được một cái nhu cầu của khách hàng và của xu hướng của thị trường, thì chúng ta cần phải sàng lọc và phát triển các ý tưởng đó. Thí dụ như là đội ngũ thiết kế, đội ngũ chuyên gia, đội ngũ về công nghệ, về vải, đúng không ạ, sẽ làm việc cùng với nhau để tạo ra được những cái bộ sưu tập mới và những cái kiểu dáng và mẫu mã mới, và sau đó thì ngồi thảo luận với nhau một cách rất là chi tiết và cẩn thận để tạo ra được một cái bộ sưu tập hay là một cái dòng sản phẩm mới cho thị trường. Thì đó là cái quá trình thứ hai mà tôi nói là cái quá trình sàng lọc sản phẩm, sàng lọc các ý tưởng. Đấy. Thứ ba đấy là quá trình thử nghiệm sản phẩm. Ví dụ như là bạn đã đưa sản phẩm ra thị trường rồi thì bạn cũng cần có một cái quá trình thử nghiệm. Ví dụ như vải đấy thì như thế nào, bộ sưu tập đấy như thế nào. Cái quá trình thử nghiệm này có thể diễn ra theo quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn của thị trường, đúng không? Để chúng ta thỏa mãn được cái nhu cầu cao nhất của thị trường và có cái độ phủ cũng như là cái độ lan tỏa của sản phẩm cho thị trường. Cái khái niệm thử nghiệm ở đây thì cũng có cái ý nghĩa là chúng ta cần thận trọng trước khi mà chúng ta tung sản phẩm ồ ạt trên tất cả các thị trường, hoặc là chúng ta sẽ nhập hàng hóa về rất là nhiều, bởi vì nếu mà chúng ta nhập vào như vậy rất có thể là sẽ bị vỡ trận, đúng không? Trước đây thì chúng tôi cũng đã nhận một cái hãng thời trang trẻ em của nước ngoài về, và chúng tôi cũng bị chịu sức ép một cái sản lượng rất là lớn, ví dụ như là
mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn sản phẩm một năm, và chúng tôi thiếu kinh nghiệm cho nên cái thương vụ đấy là khiến cho chúng tôi cũng tốn rất là nhiều tiền và phải mất rất nhiều thời gian mới có thể là hồi phục lại được và cắt lỗ được, là do thiếu kinh nghiệm và do cái sản phẩm và nó chưa thích nghi với thị trường ngay đó. Thì đấy là cái quá trình mà tôi muốn nói về cái sự thử nghiệm. Thử nghiệm ở đây nó bao gồm thử nghiệm về chất liệu, thử nghiệm về kiểu dáng, thử nghiệm về trên người mẫu, hoặc là thử nghiệm trên mạng xã hội. Bây giờ nó có công thức là cho phép chúng ta là có thể tung ra các mẫu sản phẩm mà chưa cần may ngay. Chúng ta có thể chạy quảng cáo bán trước, pre-order đấy. Và nếu như mà thấy thị trường rất là tốt thì chúng ta có thể sản xuất mạnh mẽ. Thì cái bước tiếp theo đó là cái bước mà phân tích kinh doanh. Thì cái bước phân tích kinh doanh này là một cái bước rất là quan trọng. Đội ngũ nghiên cứu thị trường, đội ngũ kinh doanh, đội ngũ marketing và đội ngũ phát triển sản phẩm sẽ ngồi làm việc với nhau, brainstorming, làm việc thảo luận nhóm, thảo luận một cách cởi mở, độc lập để phát triển được những cái sản phẩm và lựa chọn được những sản phẩm và những cái kiểu dáng, những mẫu thiết kế tốt nhất cho thị trường, tốt nhất cho công ty, từ những cái đặc tính của nó như là chất liệu, như là kiểu dáng, như là giá thành, khả năng cung ứng sản phẩm nếu như mà sản phẩm bán chạy, còn khả năng rút lui khỏi thị trường, vân vân. Thì tất cả những cái kiểu như vậy thì chúng ta gọi nó là phân tích kinh doanh, và sau đó thì chúng ta mới quyết định là lựa chọn phương án nào và đưa vào sản xuất công nghiệp, sản xuất đại trà. Bởi vì suy cho đến cùng thì các cái thương hiệu lớn thì cũng phải kiếm tiền từ cái việc là sản xuất đại trà, bán với cái sản lượng lớn trên thị trường mới là tốt. Thế thì tôi sẽ dừng lại ở đây và tôi sẽ lấy một cái ví dụ để phân tích cho các bạn. Ví dụ như là thời trang Zara. Thì các bạn biết là Zara là một cái thương hiệu thời trang rất nổi tiếng của tập đoàn Inditex, và cái năng lực lõi của Zara rất là mạnh. Bởi vì kể từ khi Zara phát hiện ra nhu cầu của thị trường hoặc là tạo ra được một xu hướng mới cho thị trường, đến khi cái sản phẩm đấy nằm trên giá kệ của toàn cầu chỉ mất trong vòng 7 ngày. Những cái bài báo cáo về Zara Fashion Industry hay là Zara Fashion Marketing tôi có đọc thì họ nói là cái lợi thế rất lớn. Cái quy trình mà tôi vừa nói với các bạn 4 bước như vậy rất phức tạp. Thế nhưng mà đối với Zara thì chỉ diễn ra trong vòng 7 ngày, chưa đến 1 tuần, là từ khâu nghiên cứu sản phẩm, cho đến khâu thiết kế, cho đến khâu là tung mẫu mã, khâu sản xuất đại trà, khâu phân phối và lên kệ để bán, và chỉ diễn ra trong 7 ngày. Bởi vì cái đội ngũ của Zara rất là mạnh, đúng không ạ? Hàng trăm hàng nghìn nhà thiết kế, và có trong tay có dữ liệu Big Data, tức là dữ liệu lớn của hàng nghìn, hàng vạn các khách hàng và các nhà cung cấp trên toàn cầu, để cho Zara biết rằng là mẫu mã gì, chất liệu gì, kiểu dáng gì, xu hướng gì, hoa văn gì, đúng không ạ, với mức giá như thế nào. Thì cái đó là dựa hoàn toàn vào phân tích data, tức là phân tích số lớn, để chúng ta có thể tung được sản phẩm ra thị trường. Thì tất cả các bước tôi kể như vậy được diễn ra gói gọn trong 7 ngày và diễn ra trong tổng hành dinh của Zara tại Tây Ban Nha. Thì cũng nói thêm với anh chị và các bạn là cũng rất là lâu rồi, hồi cách đây khoảng 8 năm trước đó, khi mà chúng tôi bắt đầu làm thời trang thì chúng tôi cũng đã có nhờ người sang Tây Ban Nha để đặt vấn đề là nhận nhượng quyền thương hiệu Zara tại Việt Nam. Và lúc đó thì bộ phận phát triển đại lý retailer đấy, country manager, tức là những cái quản lý cấp vùng của Zara tổng hành dinh Inditex, thì đã từ chối vì lý do là chưa quan tâm đến thị trường Việt Nam do cái quy mô thị trường còn rất nhỏ. Nhưng mà đến thời điểm mà các bạn đang xem video này thì Zara đã chính thức có mặt tại Việt Nam một cách chính thức, đúng không ạ? Thông qua công ty phân phối và công ty hợp tác giữa Zara và một công ty ở Việt Nam. Thế thì trong tương lai Zara sẽ tiếp tục phát triển mạnh những cái điểm bán nữa và phát triển online. Thế thì cái đấy là một cái động lực rất là mạnh mẽ để mà cạnh tranh, cũng như là để cảnh báo cho những cái nhà thiết kế, rồi cũng như là những người bán hàng và những người làm bán thời trang, bán hàng trực tuyến, hãy nhớ rằng là các thương hiệu lớn đang vào Việt Nam rất là nhiều, Zara, HM, Bershka đó, và thị trường Việt Nam là một thị trường rất là tiềm năng, bởi vì dân số trẻ hơn 90 triệu dân, và thời trang là một cái lĩnh vực mà
người Việt cũng rất là đam mê, cho nên chúng ta cũng có thể chiếm lĩnh được thị trường một cách tốt. Và ngược lại, chúng ta cũng có một cái tư duy global một chút, tức là chúng ta sẽ tấn công thị trường nước ngoài, ví dụ như Lào, Campuchia, Thái Lan, Miến Điện, Myanmar đấy, hay là Malaysia. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn công được những thị trường đấy, bởi vì các mặt hàng made in Việt Nam của chúng ta rất là có uy tín và thương hiệu, chứ không phải không đâu. Và thế thì như tôi vừa nói là cái bài này nó cũng hơi lý thuyết một chút, tôi nói về cái quy trình để phát triển một cái sản phẩm mới của các hãng, và để giúp cho các anh chị hình dung ra về mặt lý thuyết một chút, và có lấy một cái ví dụ về Zara để cho các anh chị hình dung ra tốt hơn, đúng không? Thế thì nếu các anh chị mà là một cái nhà sản xuất hoặc nhà thiết kế thì các anh chị cũng đừng nên cố chấp vào những cái hiểu biết của mình. Chúng ta nên cởi mở, chúng ta nên học hỏi từ những nhà thiết kế trên thế giới và từ những thương hiệu lớn để chúng ta nắm bắt được cái xu hướng và chúng ta tạo được những cái sản phẩm và trend cho thị trường Việt Nam. Và cuối cùng thì tôi xin chúc các anh chị thành công sau bài học này. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.